Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Lớp học tiền sản và chăm con cùng Phương Châu. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh Facebook của bệnh viện vào lúc 19 giờ. Kính chúc quý vị có một buổi tối xem chương trình thật vui và ấm áp bên gia đình của mình. Dạ thưa quý vị, chương trình Lớp học tiền sản được xem như là một cầu nối giúp quý vị có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ trong lĩnh vực sản khoa, cùng tìm hiểu cập nhật những kiến thức thông tin mới nhất trong việc bảo vệ sức khỏe cho mẹ và bé. Thì hiện tại chương trình Lớp học tiền sản đang được kết hợp trên hai hình thức là online và offline, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều kiến thức thông tin bổ ích trong hành trình mang thai và sinh con của mình. Vâng thưa quý vị, khi nói về hành trình mang thai thì có vô vàn những mối quan tâm, và một trong số đó là vấn đề theo dõi sự tiến triển của thai nhi mà người mẹ cần tích cực chủ động theo dõi và quan tâm. Theo dân gian thì mọi người quan niệm rằng thai to là do người mẹ dung nạp quá nhiều chất dinh dưỡng mà dẫn đến việc bé có cái sự tăng cân quá mức bình thường thì sẽ không có sinh thường được và sinh mổ. Thì vấn đề đơn giản để khắc phục đó chính là sẽ tiết giảm lại, kiêng khem lại khẩu phần dinh dưỡng của người mẹ. Và vô tình chúng ta phải gặp vấn đề đó chính là bé bị suy dinh dưỡng hay là nhẹ cân. Thì vấn đề quản lý thai kỳ cũng là một việc mà các người mẹ cần quan tâm theo dõi. Thì đây cũng là một nội dung trong chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chủ đề thai nhỏ, thai to, những vấn đề cần lưu ý. Và đồng hành với chương trình ngày hôm nay thì Đăng Thì rất trân trọng giới thiệu đến đây bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ Phan Vũ Trường, là phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc, sẽ cùng chia sẻ và giải đáp những thắc mắc thông của chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào bác. Xin chào MC Đăng Thì. Dạ. Xin chào các mẹ bầu. Xin chào các khán giả đang xem chương trình. Dạ, thưa bác sĩ, hiện tại thì vấn đề thai nhỏ, thai to thì nó có đang là một cái tình trạng phổ biến của các chị bầu trong giai đoạn hiện nay không ạ? Thì theo ước tính của Tổ chức Thế giới đó thì trong số những đứa bé được sanh ra đó thì có đến khoảng 4-5% là những đứa bé nhẹ cân. Còn về thai to đó thì có đến là 7-8% là những thai kỳ sanh ra có trọng lượng to hơn mức bình thường. Cho nên là đây cũng là một cái vấn đề mà được rất là nhiều mẹ bầu quan tâm tới. Dạ. Thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với phần 1 là mình sẽ nói về nội dung là chủ đề về thai nhỏ. Thì thưa bác sĩ, mình định nghĩa thai nhỏ là như thế nào hả bác? Thì hiện tại đó thì cái vấn đề mà định nghĩa thai nhỏ đó, dạ, những cái tổ chức lớn trên thế giới họ còn bàn cãi nhau. Thì nhưng mà nhìn chung á thì cái sự đồng thuận là thai nhỏ đó là khi mà trọng lượng thai á hoặc là cái chu vi bằng bụng đó dưới bách phân vị thứ 10 so với tuổi thai. Thì ở đây bác sĩ Trường xin nói rõ hơn, tại vì ở đây cái từ bách phân vị đó, khi đi khám thai đó thì khi mà đi siêu âm hay gì đó thì trên kết quả siêu âm á thì sẽ có ghi trong đó là bách phân vị thứ mấy về cân nặng hoặc là bách phân vị thứ mấy về vòng bụng. Nên là nhiều mẹ bầu khi mình nhìn cái đó mình sẽ không biết được là như thế nào. Thì bác sĩ Trường cũng giải thích chút xíu về cái vấn đề bách phân vị. Thì ở đây bách phân vị giống như chúng ta là phân hạng vậy đó. Ví dụ như ở cùng một cái tuổi thai đó thì chúng ta sẽ phân hạng ra cái cân nặng của thai đó là ở hạng thứ mấy. Thường là hạng thứ nhất, cái hạng thứ 99. Thì nó khác với một cái phân hạng bình thường ở thực tại mình. Ví dụ như mình đi học đó mà mình phân hạng thứ 1 đi, thứ nhất đi là thường mình tốt. Mình hạng thứ 99 thì thường là nó hơi tệ hơn, hơi dở hơn. Nhưng mà ở đây thì cái phân hạng của chúng ta ở đây là cái tốt nhất là phân hạng khoảng 50%, tức là ở mức trung bình là tốt nhất. Yeah. Còn mà chúng ta phân hạng mà thấp hơn, ví dụ ở phân vị số 1, số 2 thì cái bách phân vị này nhỏ thì em bé là thường là nó nhỏ. Còn ở bách phân vị mà lớn hơn, ví dụ như 90, 95 hoặc là 99 thì cái này là em bé sẽ cân nặng sẽ to hơn mức bình thường. Yeah. Thì bác Trường nói thêm ở đây đó thì rất là nhiều mẹ bầu đó thì chúng ta mong muốn là con của chúng ta là mình làm thế nào đó để cái trọng lượng của bé đó nằm ở mức là bách phân vị thứ 50, tức là ở mức trung bình đó. Thì rất là nhiều mẹ bầu mong muốn như vậy. Thì tuy nhiên thì cái vấn đề mà mình khi mình so sánh ở với một cái biểu đồ tăng trưởng đó, để mình xem của mình đang ở mức trung bình hay là mình ở thấp ở cao đó, thì thông thường rất là nhiều mẹ bầu chúng ta tìm ở những cái tài liệu ở trên mạng đó. Thì khi đó thì những cái biểu đồ tăng trưởng ở đó đa phần là lấy từ ở những nước có cái trọng lượng, có cái tổng trạng họ lớn hơn, ví dụ Mỹ hoặc là châu Âu đó. Thì cho nên là nếu như mà mình lấy cái mức cái trung bình ở người Việt mình mà so đó thì thường đó là cái cân nặng của
những em bé mình đó, những thai đó ở Việt Nam mình thì thường là mình sẽ nói là nhỏ. Thì thông thường đi khám thì thấy là ở bách thân quỷ nhỏ hơn 50, mình thấy mình buồn, nhưng mà thực ra thì nếu mà mình nâng cái mức lên 50 hoặc là hơn 50% đó thì nó lại to hơn cái mức bình thường. Nên là chúng ta chú ý ở chỗ này thì rất là nhiều mẹ bầu đi khám đó, thì lo là nói con mình nhỏ, thực ra không có nhỏ. Tại vì ở đây cái bảng của mình so sánh là cái biểu đồ của Mỹ hoặc là cái biểu đồ của tổ chức của thế giới, thì những cái dân số họ đưa vào đó thường là cái dân số của họ thường là cái trọng lượng họ lớn. Thì rất là nhiều nước trên thế giới, đặc biệt trong đó có Việt Nam mình đó, thì hiện tại chưa có một cái biểu đồ dành cho nước của mình. Thì những cái tổ chức lớn họ nói rằng là tốt nhất đi so sánh đó, thì mình nên so sánh với biểu đồ của dân số mình. Ví dụ như Hoa Kỳ đó thì họ sẽ có những biểu đồ của từng chủng tộc luôn. Ví dụ như cho da trắng là nó sẽ khác, cho da đen là sẽ khác, cho những người châu Á mình sẽ khác đó. Thì mình so sánh vậy thì mới đúng. Còn khi mà mình so sánh người Việt mình với người châu Âu thì rõ ràng là cái người Việt mình thường họ sẽ cái căn nặng họ sẽ thấp hơn. Cho nên là gần đây thì có một cái tổ chức thì họ sẽ lấy những dân số của nhiều nước họ gộp lại. Trong đó cái tổ chức là gọi là Intergao đó, họ sẽ lấy châu Á và đất nước, châu Âu và đất nước, châu Mỹ và đất nước, châu Phi và đất nước, rồi họ mới gom lại dân của những cái nước đó, gom lại rồi mới lấy cái chuẩn chung. Thì hiện tại thì những cái bệnh viện trong đó có Phương Châu thì chúng ta đang lấy cái mức so sánh là lấy cái ngưỡng trong Intergao. Thì khi mà một cái kết quả mà siêu âm mà đưa chúng ta biết thì chúng ta soi đó, chúng ta sẽ biết được là cái cân nặng em bé mình đang ở đâu. Thường là 50 là trung bình. Thì mặc dù là nó hơi có gì đó chưa chính xác lắm, nhưng mà coi như nó đã chấp nhận được. Rồi tiếp theo vô bài thì nhiều tổ chức đồng thuận nhau đó, thì định nghĩa gọi là thai nhỏ khi mà cái trọng lượng của thai đó trên siêu âm đó, hoặc là cái chu vi vòng bụng, tức là chu vi xung quanh cái bụng của thai đó, mà dưới bát thân quỷ thứ 10 so với tuổi thai thì gọi là nhỏ. Chúng ta chú ý ở đây thì có những trường hợp thứ nhất là gọi là thai nhỏ đơn thuần, tức là khi mà mình đi khám là mình kết quả siêu âm đó là nói là cân nặng hoặc là vòng bụng của thai đó dưới bát thân quỷ thứ 10, nhưng mà những cái thai này có những cái lần khám kế tiếp siêu âm thì thấy cái sự tăng trưởng của bé vẫn tốt và không có kèm theo những cái bất thường gì khác, không có bất thường dòng chảy, không động mạch gối, mạch não gì hết á, thì những cái thai này đa phần là sẽ phát triển như một cái thai bình thường. Nên là khi mà những mẹ bầu mà đi khám thai đó mà khi kết quả trả về với mình là em bé mình hơi nhỏ đó, nhưng mà những cái lần khám thai kế tiếp á, cái sự tăng trưởng của thai tốt và đánh giá cái Doppler, tức là cái dòng chảy về cái mạch máu mà ở gối và ở não bé tốt á, thì những cái thai kỳ này thường là mình sẽ quản lý như là một cái thai kỳ tăng trưởng bình thường. Còn cái trường hợp thứ hai đó thì là gọi là thai chậm tăng trưởng trong tử cung, thì ở đây mình chú ý tới những vấn đề thứ hai. Thứ nhất là cái trọng lượng bé quá nhỏ, tức là mình ước tính là dưới bát thân quỷ thứ 3 hoặc là từ bát thân quỷ thứ 3 đến thứ 10, nhưng mà những cái lần đi khám đó mình siêu âm mình thấy cái bé nó tăng trưởng rất là kém. Khi mình vẽ lên biểu đồ tăng trưởng mình thấy hầu như nó đi theo cái chiều đó. Nó không có đi theo cái đường cong tăng trưởng mà thường đi ngang hoặc nó hơi tăng chút xíu thôi. Đó, hoặc là thai, những cái thai đó nó kèm theo siêu âm nó có những cái biến đổi ở trên cái động mạch gốn, dòng chảy ở trên động mạch gốn của bé hoặc là ở trên não của bé. Thì những cái thai đó, những bào thai đó gọi là thai chậm tăng trưởng. Thì những bào thai này chúng ta phải có một cái chương trình quản lý đặc biệt. Tại vì những cái thai mà gọi là thai chậm tăng trưởng thì những biến cố của thai kỳ sẽ gia tăng. Còn một cái dạng thứ ba nữa là thai đi khám đó thì kết quả siêu âm không nói rằng là thai nhỏ, tức là cân nặng hay là vòng bụng vẫn trên bát thân quỷ thứ 10, nhưng mà những lần khám kế tiếp liên tiếp đó, thì thấy rằng là cái sự tăng trưởng bé không có nhiều, rồi có khi cái đường cong mà tăng trưởng bé vẽ những biểu đồ nó đi theo cái đường thẳng, thì những bé này thì mình cũng quản lý cũng gần giống như một cái thai chậm tăng trưởng, tại những biến cố xấu ở trên thai kỳ nó cũng tương đương một thai chậm tăng trưởng. Dạ. Đó, thì ở đây mình cũng nên phân biệt ở những trường hợp này để mẹ bầu khi đi khám không có lo. Dạ. Thưa bác sĩ, hiện tại thì Đan Thùy có nhận được một câu hỏi của quý vị khán giả. Em chào chị Yến Phượng. Chị Yến Phượng có câu hỏi là: bác sĩ cho em hỏi, thai của em được 24 tuần, bé gái, nặng 1 kg 1.153 gram. Thì em có kiểm tra cân nặng chuẩn thì bé vừa ký, nhưng bác sĩ nói bé của em bị nhỏ. Vậy bé của em có nhỏ không ạ? Có cần thay đổi hay bổ sung chế độ ăn không ạ?
sinh đang thì đọc lại giờ bắt trường cái cột tuổi thai với cân nặng. Dạ 28 tuần 1 kg 1 kg mốt. Thì ở tuần tuổi thai 21 đó thì nếu như mà mình tính dựa vào bách phân vị của Intergal đó thì thường nằm ở bách phân vị khoảng 40 hoặc 50% đó. Thì ở bách phân vị này thì theo định nghĩa của nhiều tổ chức đó thì hãy rõ ràng là mình không có nằm dưới bách phân vị thứ 10 hoặc là dòng cân nặng không có dưới bách phân vị thứ 10, cho nên là trường hợp của bạn vừa mới hỏi đó thì thai của mình vẫn nằm trong cái cân nặng bình thường chứ không phải là thai chậm tăng trưởng. Dạ, hiện tại thai của mình vẫn đang nằm trong ngưỡng bình thường. 28 tuần chuẩn là khoảng ký mốt là nằm ở bách phân vị thứ 40-50. Dạ, dạ. Còn về cái nguyên nhân và tình trạng để gây nên cái vấn đề mà thai nhỏ thì theo bác đó là những cái nguyên nhân gì hả bác? Thì hiện tại đó thì cái nguyên nhân mà chính xác gây nên thai chậm tăng trưởng thì tới hiện tại thì khoa học vẫn chưa tìm thấy được nguyên nhân chính xác. Dạ. Tuy nhiên thì mình chỉ có được những yếu tố nguy cơ thôi. Là những yếu tố nguy cơ gì mà nó gây nên tình trạng mà thiếu cái nguồn máu mà trao đổi giữa tử cung và nhau thai, hoặc là thiếu dinh dưỡng đến thai đều gây nên cái tình trạng là thai nhỏ so với tuổi thai. Yeah. Thì về phần có ba cái nguồn gốc. Thứ nhất là về phần mẹ đó, thì những người mẹ mà có những bệnh lý về mạch máu, ví dụ như bệnh lý về cao huyết áp nè, bệnh lý về suy thận nè, hoặc là dinh dưỡng kém, hoặc là nghiện ngừa hút thuốc đó, thì những trường hợp này thì cũng làm cho cái thai nó nhỏ. Thứ hai nữa về phần thai đó thì những dị tật bẩm sinh hoặc là em thai và nhiễm trùng bào thai thì cũng gây nên, hoặc là đa thai. Thì với cái công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại thì hiện nay đó thì cái tỷ lệ đa thai rất là nhiều đó. Thì ở đây thì trên những cái trường hợp đa thai cũng làm tăng cái nguy cơ của thai chậm tăng trưởng hoặc thai nhẹ. Còn một phần nữa là liên quan tới cũng thường gặp nữa là liên quan tới bánh nhau cũng như là dây gốn. Ví dụ như có những bánh nhau dị dạng bào thai, có những bánh nhau rất là nhỏ, và là những trường hợp mà dây gốn thắt nút hoặc là dây gốn bám màng đó, cái nguồn máu đến qua em bé nó sẽ bị cản trở đi, thì từ đó nó đưa đến tình trạng là em bé sẽ không lớn. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Hiện tại thì có thêm câu hỏi thì có nhận của chị Ánh Xuân. Xin chào chị Ánh Xuân. Chị có hỏi là thai bao nhiêu ký là vừa ạ? Thì thai của chị là 9 tuần, thì chắc là nhờ bác sĩ tư vấn trong cái khoảng 3 tháng đầu thì thai bao nhiêu ký là vừa ha bác? Thông thường thì ở thời điểm 3 tháng đầu đó, khi đi khám thai định kỳ đó thì các bác sĩ chúng ta sẽ không quan tâm tới trọng lượng thai đâu. Dạ. Mà thông thường những tháng đầu thì chúng ta sẽ tập trung vào những cái xét nghiệm sàng lọc về dị tật em bé, về những bệnh lý của mẹ liên quan tới thai. Dạ. Và thường là mình sẽ đo chiều dài của bé, chứ mình chưa có đánh giá về trọng lượng em bé. Tiếp theo em xin chào chị Trúc Mộng Nguyễn. Chị có hỏi là bác sĩ ơi, tuổi thai của mẹ có ảnh hưởng đến trọng lượng của thai nhi không ạ? Thông thường tuổi tác của mẹ thì có ảnh hưởng hay không? Thông thường thì tuổi mẹ sẽ không liên quan tới trọng lượng bé, nhưng theo ước tính đó, thì khi mà tuổi của mẹ càng lớn đó, thì những nguy cơ và bệnh lý liên quan sẽ bắt đầu gia tăng. Ví dụ như bệnh lý tiểu đường nè. Mẹ càng lớn tuổi thì nguy cơ mẹ bị tiểu đường thai kỳ rất cao nè, rối loạn huyết máu nè, rồi mẹ có nguy cơ bị tăng huyết áp nè, rồi những cái bệnh lý rối loạn huyết áp thai kỳ, thì từ đó thì đưa đến những cái bệnh lý liên quan tới ảnh hưởng đến trọng lượng thai. Cho nên là tốt nhất thì chúng ta nên có thai ở những độ tuổi mà nằm trong cái khoảng độ tuổi theo khuyến cáo, ví dụ khoảng 25-35, chứ chúng ta đừng để bé ở những hộp tuổi lớn thì nguy cơ bé về nhỏ, thai nhỏ hoặc thai to sẽ gia tăng. Dạ dạ. Dạ thưa bác, thì khi mà gặp tình trạng thai nhỏ hay là thai nhỏ hơn mức bình thường thì cái việc quản lý thai kỳ của mình nó có khác gì so với một thai đang tăng trưởng bình thường không ạ? Sắp tới cái bài của bác sĩ Trường sẽ đưa đến cái chỗ mà chúng ta sẽ quản lý cái chỗ mà quản lý những cái thai nhỏ hơn hoặc thai chậm tăng trưởng, thì chắc cái câu hỏi này để chút xíu nữa thì khi bác sĩ Trường sẽ nói về chỗ cái vấn đề mà liên quan tới quản lý thì bác sĩ Trường sẽ nói rõ hơn chỗ này. Dạ, tiếp theo chắc là nhờ bác sĩ Trường giải đáp thêm câu hỏi của chị Hằng Nga Nguyễn. Chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi, em siêu âm thai 30 tuần, bé được 1.500 gram, nhưng em ăn được ít thì bé có nguy cơ nhẹ cân không ạ? Thì ở tuổi thai 30 tuần đó, thì theo ước tính bác trưởng theo ước tính thì nếu mình tra trên cái biểu đồ tăng trưởng đó, thì nó nằm ở bách phân vị thứ 50 á,
30 tuần là khoảng nằm ở bách bình 50, tức là nằm mức trung bình á, thì trong trọng lượng của bé đang ở mức trung bình thì chúng ta không cần lo lắng gì về trọng lượng của bé. Tuy nhiên về cái vấn đề mà chỗ bạn vừa mới nói đó, thì cái chuyện ăn ít đó, thì ở đây đó thì ở đây là mình là ở nằm ở 3 tháng giữa thai kỳ đó, thì theo khuyến cáo đó thì ở 3 tháng giữa thai kỳ thì cái lượng mà lượng năng lượng hoặc lượng calo mình ăn vào đó thường theo khuyến cáo là tăng lên khoảng từ 20 đến 25% mà cái năng lượng hoặc là calo đưa vào so với so với những trường hợp mà trước khi mình mang thai. Thì như vậy thì chúng ta sẽ không quan tâm nhiều ở chỗ rất là nhiều, mà chúng ta sẽ quan tâm ở những lần khám đó, mình xem coi cái vấn đề tăng ký đó, tăng trọng lượng của người mẹ như thế nào. Ví dụ như mình theo khuyến cáo đó thì ở những một cái trọng lượng trung bình, ở một cái BMI trung bình đó, thì ở những tháng cuối thai kỳ đó thì chúng ta nên lên cái trọng lượng cân nặng đó, mỗi tuần lên khoảng nửa ký, gọi là khoảng tháng phải lên khoảng 1,5 hoặc 2 ký. Đó thì nếu như mà mình ăn ít thiệt, nhưng mà tại cái chuyện mà cái năng lượng đưa vào đó nó tiêu hao hay là nó dư gì đó thì còn phụ thuộc vào cái mức giờ vận động của mình nữa, chứ không phải là chuyện ăn không. Cho nên là mình nên dựa theo cái trọng lượng tăng của mình thêm, để mình coi cái chuyện ăn của mình có thiếu không. Nếu mà thiếu thì mình sẽ tăng thêm. Xin cảm ơn bạn. Dạ. Thưa bác, thì như bác có nói thì thường chúng ta mang thai ở độ tuổi 25 đến 35 thì đừng mang thai tuổi cao quá sẽ gây nguy cơ là thai nhỏ, thai to. Thì bác cho em hỏi là cái thai nhỏ thì nguy cơ của thai nhỏ ảnh hưởng đến bé và sức khỏe của người mẹ thì như thế nào hả bác? Thông thường thì ảnh hưởng của thai nhỏ với mẹ thì mình không có ghi nhận nhiều. Tuy nhiên thì ở trên thai đó, thì khi mà thai mà đi khám mà có cái vấn đề mà tăng trưởng kém đó, thì đưa đến nhất là cái mà những cái mẹ bầu hoặc là những gia đình lo ngại nhất là cái vấn đề thai chích luôn đó, thai chích trong bụng. Cái hai nữa thì nếu mà những cái bé nhỏ này có sanh ra ngoài đó thì cái nguy cơ về những cái bệnh xuất như cái tử xuất của trẻ ở trên rất là cao. Ngoài ra thì những cái đứa bé mà chậm tăng trưởng đó, khi mà mình nuôi đó, nuôi lớn lên đó, thì những cái bất thường, những cái gói loạn về cái vấn đề chậm, những cái nhận thức của thai, những cái đứa bé. Còn một vấn đề nữa thì những cái bé này khi mà lớn lên đến độ tuổi trưởng thành đó, thì rất dễ đưa đến những cái bệnh lý liên quan tới bệnh lý mãn tính, ví dụ như là đái tháo đường, cũng như là bệnh mạch vành ở trên tim, hoặc là những cái bệnh lý liên quan tới đột quỵ. Câu hỏi tiếp theo của chị có nickname là Anh Nguyễn. Chị có hỏi là: chào bác sĩ, cho em hỏi, song thai 37 tuần, mỗi bé nặng 2,4 kg thì có gọi là nhỏ không bác? Thì hiện tại thì trên biểu đồ tăng trưởng của song thai đó, thì cho nên hiện tại thế giới mình chưa có lập được cái biểu đồ tăng trưởng riêng cho song thai. Cho nên ở những trường hợp song thai đó thì mình vẫn lấy biểu đồ tăng trưởng của đơn thai. Thì ở một thai kỳ 37 tuần đó, thì nếu mà mỗi thai nằm ở trọng lượng khoảng 2,4 kg đó, thì nếu mà mình tra ở bách phân vị đó thì có vẻ như cái trọng lượng nó hơi nhỏ hơn, có vẻ như ở dưới bách phân vị thứ 10 thì phải. Ở những thai kỳ này thì mình sẽ quản lý tương tự như là một cái thai nhỏ, thì mình sẽ đánh giá toàn diện, mình sẽ đánh giá xem nước ối của hai thai thế nào, rồi mình sẽ đánh giá xem coi cái tăng trưởng bé ở những cái tuần lễ kế tiếp như thế nào. Ví dụ như hiện tại là 2,4 kg, nhưng mà ở hai tuần trước là 2,1 kg hoặc là 2 kg đi, thì trong vòng 2 tuần hai bé tăng lên khoảng 400 g thì tăng ký này đạt. Kèm theo mình đánh giá cái dòng chảy của động mạch gốm hoặc đầu giữa tốt đó, thì mình cũng sẽ đối xử y như là một cái trường hợp thai, như một song thai mà có cái tăng trưởng bình thường. Còn nếu như mà ở song thai mà dưới bán vị thứ 10 mà mình đo cái Doppler động mạch gốm hoặc đầu giữa có cái sự rối loạn gì đó, hoặc là kèm theo nước ối của hai thai có vấn đề gì đó, hoặc là bé tăng trưởng kém gì đó, thì ở thiểm 37 tuần đổ lên thì chúng ta nên hội chẩn hay là xem xét cái chuyện mà chấm dứt thai kỳ, thầy gửi coi cũng em bé bắt đầu ra thật. Dạ. Dạ xin cảm ơn câu hỏi của chị Anh Nguyễn. Tiếp theo nói về cái phần bách thang vị thì có câu hỏi của anh Tấn Đạt Ngọc Bích, thì có hỏi là bách thang vị thì mình xem ở đâu ạ? Hiện tại đó thì cái bách thang vị mà được nhiều trung tâm Việt Nam mình xài nhất đó, thì mình dựa vào bách thang vị trên Intergal á. Intergal mình sẽ đánh lên cái trang này là miễn phí, tại vì cái đây là cái tổ chức gọi là phi lợi nhuận. Thì cái tổ chức này hình thành để giúp cho những cái nước mà chưa có điều kiện để mà hình thành nên được cái biểu đồ tăng trưởng của riêng quốc gia của mình. Thì đây mình sẽ lên trên trang mạng mình tìm ha, rồi bấm Intergal thì nó sẽ hiện lên như đó.
thì trên đó nó sẽ có cái bảng cho mình, mình sẽ vô mình nhìn trong đó mình sẽ biết được đó là nhiều cái yếu tố trên thai, không phải riêng cân nặng không mà còn chui vòng bụng, chui vòng đầu, xương đùi và nhiều rất là nhiều cái yếu tố trong đó. Thì mình sẽ so vô ở những lần khám á, mình sẽ lấy những cái chỉ số của mình siêu âm đó, mình sẽ tra lên đó, mình sẽ biết được là con của mình đang nằm ở khoảng nào. Dạ. Liên quan đến sự tăng trưởng thì có thêm một câu hỏi của chị Phạm Anh. Xin chào chị Phạm Anh. Thì chị có hỏi là bác sĩ cho em hỏi thai 23 tuần, cân nặng là 550g, các chỉ số khác bình thường, riêng chỉ số xương đùi là 36mm. Bác sĩ đánh giá xương đùi ngắn so với tuổi thai, vậy có đánh giá là thai chậm tăng trưởng không ạ? À? Có cần bổ sung gì cho mẹ thêm để bé bình thường đủ chuẩn không ạ à, bác? Thì ở tuổi thai 23 tuần cân nặng khoảng 500g thì có vẻ như là cân nặng này vẫn nằm ở mức bình thường á. Có vẻ tại vì khi mà mình những con số thì rất khó để bác trường nhớ được là cái khoảng đó thế nào, nhưng mà có vẻ như là 550g ở 23 tuần có vẻ như là nằm ở bắt người thứ khoảng thứ 20 á, khoảng thứ mười mấy 20 phải, nhưng mà vẫn nằm trong cái giới hạn bình thường. Thì ở cái trường hợp này thì chỉ có riêng biệt chỉ có về chân đùi là hơi nhỏ thôi, hơi ngắn thôi. Thì như bác Trường ngay từ đầu có nói đó, thì mình định nghĩa thai chậm tăng trưởng mình dựa vào cân nặng và dòng bụng thôi, còn cái xương đùi ở đây mình không đưa vô cái tiêu chuẩn để chẩn đoán thai chậm tăng trưởng. Thì trước tiên đó thì mình sẽ khi mà đơn thuần chỉ có cái xương đùi hơi ngắn thôi thì trước tiên mình coi xem coi nhất là về phần di truyền, gia đình mình có ai có, tại cái này là cũng thuộc cái di truyền, coi gia đình mình có cái dòng họ mình có ai có cái xương đùi hơi ngắn không. Thứ hai nữa thì tầm soát lúc thì khoảng 12 tuần đó, khi mình làm double test đó, mình làm cái xét nghiệm sàng lọc ban đầu đó, thì có thể là mình làm ở đó mình coi cái nguy cơ những cái rối loạn di truyền đó thêm như thế nào, rồi tới đó mình hiệu chỉnh lên, mình có những cái tiêu chuẩn để hiệu chỉnh lên coi cái chiều dài xương đùi bằng ngắn đó, thì mình sẽ tăng lên bao cái tỷ lệ mà dị tạo em bé, tức là cái bất thường về cái hội chứng đau đó mình tăng lên bao nhiêu, thì mình coi cái mình vẫn nằm trong nguy cơ cao hay nguy cơ thấp. Thì nếu mà nguy cơ thấp thì mình vẫn tiếp tục như một thai kỳ bình thường, còn nếu nguy cơ cao thì mình sẽ làm thêm những cái xét nghiệm tiếp theo. Hoặc là nếu mà mình đã có làm MBT, tức là cái xét nghiệm tầm soát dạng mà không xâm lấn đó, thì do cái giá trị về mặt chẩn đoán quá cao trên 99%, cho nên là những trường hợp mà mình đã làm MBT rồi thì thường mình sẽ không quan tâm tới cái chuyện mà những cái dấu hiệu sót mặt cơ, tức là dấu hiệu ngắn của xương đùi, để đưa vào cái lo lắng gì cái chuyện mà nguy cơ gì bất thường về hội chứng đau hay là miễn hội chứng truyền khác. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn câu hỏi của anh Phạm Anh ạ. Dạ, tiếp theo là có các câu hỏi của các quý vị khán giả ở trang fanpage của Phương Châu Sadec. Thì xin chào chị Như My. Thì chị Như My có hỏi là bác sĩ ơi, thai em được 15 tuần, bé trước của em có bị thai nhỏ nhẹ cân, vậy lần này nguy cơ bé thứ hai của em có cao hơn không bác sĩ? Thông thường thì cái nguy cơ lặp lại sẽ có đó. Như My thì khi đã có tiền sử sanh bé nhẹ cân đó, thì ở thai kỳ thứ hai thì cái khả năng này nó sẽ lặp lại. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà dự phòng đó thì hiện tại thì hầu như là mình chưa có một cái phương pháp mà để dự phòng cái hiệu quả cái chuyện mà cái khả năng lặp lại. Cho nên là mình chỉ có cái là mình sẽ theo dõi sát, mình phát hiện sớm. Và nếu mà có cái thai kỳ chậm tăng trưởng giống lần trước thì mình sẽ có đưa ra cái kế hoạch quản lý cho nó thật là chặt chẽ, rồi sau đó mình sẽ đưa lên cái kế hoạch để mà chống thai kỳ ở thời điểm phù hợp. Chứ hiện tại hầu như là thai chậm tăng trưởng mình không có kế hoạch dự phòng. Dạ. Yeah. Cảm ơn câu hỏi của chị Như My. Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Trường Duy. Anh có hỏi là dạ, vợ em bị thiếu máu mạng tính. Vợ em bị thiếu máu mạng tính do thiếu sắt, thường xuyên phải bổ sung thêm sắt. Nay vợ em mang thai được 20 tuần, vợ em có nguy cơ thai nhỏ không bác sĩ? Và vợ em nên làm gì để có thể tránh được nguy cơ ấy không ạ? Thông thường thì thiếu máu, thiếu sắt cũng là một vấn đề mà rất là quan trọng trong thai kỳ. Dạ. Thì cũng như những lần trước đó thì bác Trường cũng có trình bày những cái vấn đề liên quan tới thiếu máu, thiếu sắt. Dạ. Thì bác Trường nhắc chút xíu cái vấn đề thiếu máu, thiếu sắt. Thì trong thai kỳ chúng ta có hai lần tầm soát cái vấn đề thiếu máu trong thai kỳ, tức là lần đầu tiên ở những cái tuần đầu tiên đó chúng ta sẽ cho những tất cả những mẹ bầu làm xét nghiệm máu xem có thiếu máu hay không. Một nếu mà những mẹ bầu mà không có thiếu máu đó thì chúng ta còn một cái lần thứ hai nữa là ở thời điểm khoảng 20-24 tuần, ở thời điểm mà chúng ta làm cái tầm soát tuần thai kỳ đó, thì chúng ta sẽ làm thêm cái tầm soát thêm cái thiếu máu. Thì rõ ràng khi mà những mẹ bầu mà có thiếu máu đó, thứ nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến thai mẹ bầu.
Thì khi mẹ bầu mà thiếu máu thì thứ nhất là khi sanh thì sẽ làm dễ đưa đến băng huyết sau sanh, tăng nguy cơ mất sau sanh, rồi tăng nguy cơ những cái nhiễm trùng sau sanh. Rồi về phần thai đó thì khi mà thiếu máu vậy đó thì thường mà mẹ thiếu máu, mẹ thiếu sắt thì dẫn đến bé sẽ thiếu sắt luôn. Tại vì cái chuyện mà máu ở đây của mẹ là không 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 cho được cho bé mà hầu như là bé sẽ tự tạo. Cho nên là nếu mà mẹ thiếu sắt thì cái lượng sắt đưa qua bé cũng thiếu luôn. Cho nên là từ đó đưa đến là cái chuyện mà hình thành tạo máu của bé cũng thiếu. Thì trên những cái thai kỳ mà em bé có thiếu sắt, thiếu máu đó thì đưa đến những em bé dễ bị vấn đề chậm phát triển về não hơn là những cái bình thường. Nên đây là một vấn đề rất quan trọng. Cho nên là ở chỗ chỗ mẹ bầu đó chúng ta nên 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 cung cấp đầy đủ sắt để cho cái máu của mẹ cho đạt. Và thứ hai nữa là lượng sắt này qua bé thì cũng để cho bé là tạo lượng máu đủ để cho bé phát triển tốt. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của anh Nguyễn Trường Di. Tiếp theo là câu hỏi của chị Huỳnh Thủy Hân. Bác sĩ ơi, hiện tại em có bé song thai được 15 tuần. Vậy em có nguy cơ thai nhỏ cao hơn bình thường không ạ? Thì ở Phương Châu Sa Đéc có tầm soát vấn đề phát triển thai nhi không ạ? Em cảm ơn bác sĩ. Thì như bác Trường có nói thì cái một trong những yếu tố nguy cơ gây tình trạng thai nhỏ hay thai chậm tăng trưởng nó có yếu tố song thai. Thì ở một cái vấn đề đơn thai thì ước tính thì có khoảng 4-50% là thai nhẹ thôi. Tuy nhiên ở một thai kỳ mà đa thai đó, đặc biệt là song thai đó, thì có đến là khoảng 25% là thai kỳ sẽ nhẹ cân. Cho nên là đây cũng là một yếu tố mình cần quan tâm. Mình thường nhẹ cân ở trên song thai thứ nhất là liên quan dinh dưỡng. Thì cho nên là mình thứ hai thai nên cái vấn đề dinh dưỡng mình sẽ cung cấp nhiều hơn. Thì thứ hai nữa thì kể cả chúng ta cung cấp đủ, tuy nhiên thì có những trường hợp thai đó thì cái song thai đó thì cái vấn đề mà phân chia bánh nhau đó của hai thai cái kia nó không có cân tương xứng với nhau. Có những bé thì đặc biệt là những trường hợp mà song thai cùng bánh nhau đó thì có khi sự phân chia của bánh nhau của hai bé khác nhau. Có đứa thì bé thì nhau thai sẽ lớn hơn thì tăng trưởng khi nhiều hơn và tốt hơn. Những thai mà bé có bánh nhau phân chia nhỏ hơn thường sẽ chậm tăng trưởng hơn. Những hợp đó thì gọi là chậm tăng trưởng đơn độc, tức là hai thai mà chỉ có một thai chậm tăng trưởng thôi, một thai còn lại phát triển bình thường. Đó thì rõ ràng là cái tỷ lệ mà thai chậm tăng trưởng ở song thai sẽ nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là cái tại Phương Châu, tất cả trung tâm Sa Đéc hay Sóc Trăng hay Cần Thơ gì thì hiện tại thì quy trình khám thai đó thì đều có cái chương trình là tầm soát thai chậm tăng trưởng hết. Cho nên là mẹ bầu và gia đình sẽ an tâm ở khi trường hợp khi mà khám thai ở Phương Châu sẽ không có sót cái chuyện mà tầm soát thai chậm tăng trưởng. Dạ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn câu hỏi của chị Thủy Hân. Thì hiện tại thì về cái vấn đề thai nhỏ bác thì nó có ảnh hưởng đến việc mình lựa chọn phương pháp sanh không ạ? Ví dụ sanh thai nhỏ thì mình sanh thường dễ hơn hay là mình có phải sanh mổ nếu trường hợp mà thai có nguy cơ bất thường? Hiện tại thì cái chuyện mà thai nhỏ không phải là chống quy định để sanh thường. Dạ. Cho nên ở đây bác Trường muốn nói luôn thì những cái trường hợp thai nhỏ đó thì ngoài cái chuyện giám sát và ngoài khi mà mình đã chẩn đoán được thai nhẹ cân, thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng đó thì mình sẽ có cái chương trình để quản lý tốt những cái ca này. Cái hai nữa là mình sẽ có cái gọi là cái thời điểm để chấm dứt thai kỳ hay để sanh đó phù hợp. Còn sanh ở phương pháp gì thì tùy thuộc vào cái thời điểm mà chúng ta chấm dứt thai kỳ. Lúc sanh đó thì chúng ta còn đánh giá nhiều yếu tố nữa, xem coi khung chậu người mẹ như thế nào, những yếu tố bệnh lý của người mẹ như thế nào. Chúng ta gom rất là nhiều yếu tố lại rồi từ đó chúng ta mới đánh giá được là cái chuyện mà cái thai phụ đó có sanh thường hay sanh mổ. Còn chúng ta không có là tất cả những ca mà thai chậm tăng trưởng đều sanh mổ hết, không có. Thường thì Thùy có nghe chia sẻ là ví dụ như là hai chị sản phụ cùng thai 5 tháng nhưng mà có chị thì vùng bụng nhỏ hơn, có chị thì vùng bụng nó to hơn. Thì liên quan vấn đề này có một câu hỏi của chị có nickname là Chiên Chiên. Xin chào chị, thì chị là khách hàng ở trang fanpage của Phương Châu Sóc Trăng. Thì chị có hỏi là bác sĩ ơi cho em hỏi, thai em 5 tháng nhưng chỉ to như thai 3 tháng. Nghe nhiều người chị bầu nói trường hợp như vậy đến tháng thứ 6 sẽ to lên rất nhiều phải không ạ? Hiện tại thì thai của mẹ bầu đang ở 5 tháng. Nhưng trọng lượng thai thì ở mức 3 tháng. Ở mức 3 tháng thôi thì ở đây thì rõ ràng là thai trọng lượng thai sẽ nhỏ hơn so với tuổi thai. Thì riêng phần quản lý đó, khi mà những cái bào thai mà
chậm tăng trưởng ở mức sớm đó, thường mình sẽ lấy cái mốc khoảng 32 tuần đó. Khi mà ở mức sớm hơn 32 tuần thường thì chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn về hình thái của thai, tức là chúng ta sẽ coi xem cái bé có bất thường cấu trúc gì không, thai có bất thường cấu trúc gì không. Ngoài ra chúng ta đánh giá thêm nước ối nữa. Thì nếu mà có kèm theo những cái bất thường cấu trúc hoặc là có thêm những cái tình trạng mà nước ối quá nhiều đi thì chúng ta nên tư vấn vấn đề gì di truyền cũng như là đánh giá cái vấn đề gì tiền sản, xem cái bé có nhiễm trùng bào thai hay không, có bất thường về những phản ứng di truyền hay không, chúng ta cần đánh giá thêm. Còn cái chỗ mà thông tin là từ tháng thứ 6 trở đi đó thì thường thì khoảng thai của bào thai thường khoảng tuần thứ 28, tức là khoảng 6 tháng rưỡi đó, khoảng 6 tháng rưỡi đó, 6 tháng rưỡi thường khoảng khoảng 28 tuần đó, tức là 3 tháng cuối của thai kỳ đó, thì thường bắt đầu cái sự gia tăng trọng lượng thai bắt đầu nhiều hơn. Thì thường thì trong đi khám mà để dễ vậy mình dễ nhớ đó, thường mình lấy mốc 28 tuần, thường 28 tuần thì cân nặng trọng lượng trung bình đó, ở mức bách thân vị thứ 50 á thì khoảng ký 1 ký 2 á. Thì mỗi một tuần như vậy đó thì thường tăng khoảng 100-200 gram, một tháng như vậy tăng khoảng 700-800 gram, thì cái đó là cái con số mà chúng ta dễ biết được là cái tăng trưởng của bé mình là nằm ở mức nào. Đó thì ở đây là khoảng 6 tháng rưỡi trở lên, tức là khoảng 28 tuần trở lên thường tăng trưởng thai sẽ nhiều hơn. Dạ. Thanh Huyền xin cảm ơn câu hỏi của chị. Tiếp theo thì xin chào chị Thư Nguyễn. Chị có hỏi là bác sĩ cho tôi hỏi, ở 3 tháng cuối thai kỳ, nếu thai đang nhẹ cân thì có nguy cơ gì không ạ? Cân cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để thai tăng cân tốt? Ở 3 tháng cuối thai kỳ đó, nếu như mà khi mà chúng ta siêu âm phát hiện được là thai nhẹ cân hoặc là dòng bụng dưới bát vị thứ 10 đó, thì thông thường như bác Trường có nói thì chúng ta sẽ có cái quản lý là mình sẽ đánh giá nước ối nè, ha, rồi mình sẽ đo cái dòng chảy của mạch máu, của gốn nè, của não nè, ha, rồi mình xem coi có những cái bất thường gì không. Thì nếu mà không có bất thường gì thì chúng ta sẽ theo dõi sát những trường hợp này. Rồi riêng cái phần về dinh dưỡng đó thì như bác Trường có nói đó, thì bất cứ một cái sự giảm cái sự tưới máu của tử cung nhau hoặc là giảm dinh dưỡng nó đều đưa đến cái vấn đề mà thai chậm tăng trưởng ở 3 tháng cuối. Tuy nhiên thì nếu mà mình đã tăng trưởng tốt rồi thì mình cứ duy trì. Nếu mà mình chưa có đạt tới ngưỡng tăng trưởng cái tăng trọng lượng của người mẹ đó, của mẹ bầu mà chưa có đạt thì mình có thể mình ăn thêm. Tuy nhiên như bác Dương có nói đó, kể cả mình có ăn thêm đi nữa, mình có ăn đủ đi nữa thì cái chuyện mà cải thiện được những cái vấn đề mà liên quan đến trọng trưởng thì hầu như mình sẽ không cải thiện. Cho nên là mình sẽ tập trung vô cái vấn đề mình sẽ quản lý tốt, mình sẽ quản lý tốt, rồi mình sẽ chọn thời điểm chấm dứt kỳ tốt phù hợp, chứ cái chuyện mà làm cải thiện cái vấn đề căn nặng em bé thì chắc mình không có thay đổi được. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Thư Nguyễn. Tiếp theo về vấn đề bổ sung canxi thì chị Nguyễn Nhi có câu hỏi như sau: mẹ bị thiếu canxi thì có ảnh hưởng đến cân nặng của thai không ạ? Thì canxi đó thì theo khuyến cáo đó thì ở những mẹ bầu đó chúng ta cung cấp hàng ngày đó khoảng 1 gram, tức là 1000mg canxi nguyên tố trên ngày. Đó là cái hàm lượng mà theo khuyến cáo đó. Thì để đạt tới ngưỡng này thường là những mẹ bầu chúng ta phải tập trung ăn những thức ăn giàu canxi nha. Rồi chúng ta phải uống thêm sữa, những dòng thức yếu có nhiều sữa có liên quan tới canxi. Rồi chúng ta còn có thể uống thêm cung cấp những cái canxi từ những cái viên thuốc. Thì bác Dương có nói đó, thì cái chuyện mà mình thiếu những cái dinh dưỡng hoặc là thiếu cái dưỡng chất thì có thể đưa đến cái chuyện mà thai chậm tăng trưởng. Tuy nhiên không phải, ngược lại, nếu mà mình cung cấp đủ dinh dưỡng thì chưa chắc mình dự phòng được cái chuyện thai chậm tăng trưởng. Nên ở đây cái chuyện dự phòng thai chậm tăng trưởng là mình ăn uống đầy đủ, ăn vừa phải nha. Kết hợp với là mình theo dõi, mình phát hiện sớm, mình đi khám thai định kỳ, mình phát hiện sớm rồi mình theo, nếu mà có thai chậm tăng trưởng thì mình sẽ theo dõi sát rồi mình đưa ra cái điểm chấm dứt kỳ hợp lý. Còn cái vấn đề dự phòng, kể cả mình ăn mình cung cấp đủ canxi nữa thì cái chuyện mà vẫn xuất hiện cái vấn đề mà thai chậm tăng trưởng. Dạ, cảm ơn bác. Tiếp theo xin chào chị Phan Thị Kim Vàng đến từ trang fanpage của Phương Châu Sa Đéc. Chị có câu hỏi như sau: bác sĩ ơi, cho em hỏi, em có thai 30 tuần, thai em đang bị dư ói, liệu có ảnh hưởng đến bé không ạ? Thì thông thường ở tuần tuổi thai 30 tuần đó, nếu như mà khi chúng ta khảo sát và thấy nước ói dư đó, thì thông thường ói dư trong giai đoạn này đó thì mình sẽ xem xét xem coi ói dư là do những cái lý do gì. Thường thì ói dư có những cái nguyên nhân, ví dụ như người mẹ thiếu máu nè, người mẹ thiếu máu thiếu sắt cũng đưa đến dư ói nè, mẹ bị đái tháo đường thai kỳ cũng đưa đến dư ói nè,
hoặc là bé những bị những cái nhiễm trùng bào thai cũng đưa dư ói nè, hoặc là bé những cái trường hợp mà bé bị dị dạng những cái bất thường ở những cái động tác nuốt nè. Tại thường nước ói của bé mà giảm là thường là do bé nuốt đó, nó nuốt vào đó, thì những cái gói loạn về cái động tác nuốt của bé nó cũng đưa đến những cái đưa đưa đến những cái vấn đề nước ói sẽ gia tăng. Tuy nhiên nếu chúng ta khảo sát hết những cái nguyên nhân mà như trường vừa nói, ví dụ như bé không có bất thường về về cái vấn đề liên quan tới động tác nuốt nè, bé không có lái thường thai, mẹ không lái thường thai kỳ, mẹ không thiếu máu đó, thì thường là người ta gọi là cái vấn đề mà nước ói dư hoặc là ói đau ói đơn độc thôi, thì những cái này thì cái tiên lượng bé thường tốt. Chúng ta có cái vấn đề quản lý thai thai kỳ cũng gần gần giống một thai kỳ bình thường, nên là nếu mà không có chỉ có đơn độc thôi thì mẹ bầu mình chúng ta không có lo. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Hiện tại thì bác sĩ cũng đã cung cấp những cái kiến thức thông tin rất là đầy đủ về cái phần nội dung thai nhỏ của chúng ta. Thì để thay đổi không khí chương trình thì Huyền xin được phép giới thiệu quý vị một cái mini game nhỏ. Thì khi mà đến với chương trình, chúng ta không chỉ là cập nhật những kiến thức thông tin mới nhất mà sẽ có cơ hội nhận được những cái món quà vô cùng xinh xắn từ nhà tài trợ Mini. Thì ngay sau đây thì xin được bắt đầu câu hỏi. Và trước khi đến với câu hỏi thì cũng xin nhắc lại về cú pháp trả lời. Ví dụ như các quý vị khán giả mình sẽ comment và sẽ trả lời, ví dụ chọn câu A thì mình sẽ để là 1A, 1B hoặc 1C nha quý vị. Câu hỏi của chúng ta như sau: trường hợp nào có nguy cơ bất lợi cho thai cần phải theo dõi sát? A. Thai nhỏ đơn thuần. B. Thai chậm tăng trưởng trong tử cung. C. Thai không nhỏ nhưng tăng trưởng kém. D. Câu B và C đều đúng. 1 phút 30 giây xin phép được bắt đầu ạ. Dạ, các quý vị khán giả mình đang ở các đầu cầu của Phương Châu, Cần Thơ, Sóc Trăng và Sa Đéc thì mình nhanh tay comment để nhận được những món quà rất là xinh xắn và có ý nghĩa, tức là một phần quà này sẽ có từ nhà tài trợ Muni. Dạ. Thì xin phép được nhắc lại câu hỏi một lần nữa hả? Câu hỏi của chúng ta là trường hợp nào có nguy cơ bất lợi cho thai cần phải theo dõi sát? A. Thai nhỏ đơn thuần. B. Thai chậm tăng trưởng trong tử cung. C. Thai không nhỏ nhưng tăng trưởng kém. D. Cả B và C đều đúng. Dạ, hiện tại thì đáp án của câu 1 đó chính là câu D, cả B và C đều đúng. Thì phần kết quả những quý vị khán giả mình có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì xin phép được công bố phía cuối chương trình ạ. Dạ, tiếp theo thì quay trở lại với nội dung của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần 2 là nội dung nói về chủ đề thai to. Thì em xin được phép hỏi bác sĩ Trường là về cái phần định nghĩa thai to thì nó có cái phần khác gì so với thai nhỏ không ạ? Thì ngược lại với phần thai to đó, phần thai nhỏ đó, thì thai to thì theo định nghĩa đó thì hiện tại mình có hai vấn đề thuật ngữ mình quan tâm. Thứ nhất là thai lớn so với tuổi thai. Thì thai lớn so với tuổi thai tức là ở một ở cái tuổi thai nhất định thôi, ví dụ như 30 tuần hay là tuổi thai 32 tuần, tuổi thai 33 tuần gì đó, thì trọng lượng của thai sẽ lớn hơn, gọi là lớn hơn bách phân quỷ thứ 90 so với tuổi thai. Thì trước bác Trường có nói cái vấn đề liên quan tới bách phân quỷ, tức là chúng ta phân hạng đó, nãy bác Trường có nói đó là xếp hạng ở đời thường của mình thì hạng nhất thường tốt. Nhưng mà tuy nhiên thì bao giờ cũng vậy, khi mẹ bầu đi thăm thai bao giờ mình cũng mong là con mình nó là phân hạng 50, tức là ở mức trung bình. Còn phân hạng 90 là hơn 90 rồi là to. Một cái thuật ngữ thứ hai nữa là gọi là thai to thôi. Thai to tức là cân nặng của thai bất kỳ đó, tức là
ở thể bất kỳ mình không có quan trọng tuổi thai nữa, mà ở thể bất kỳ đó sẽ lớn hơn bách phân vị tới 90 sau tuổi thai 40 tuần. Tại sao bác sĩ Trường không đưa một con số cụ thể mà bác sĩ Trường lại nói cái vấn đề mà liên quan tới lớn hơn bách phân vị tới 90 sau tuổi thai 40 tuần? Thì bác Trường có nói từ đầu đó, cái vấn đề mà ở những cái chủng tộc khác nhau thì chúng ta có biểu đồ tăng trưởng khác nhau. Ví dụ như đối với Mỹ đó, Hoa Kỳ đó, thì họ lấy cái mốc là lớn hơn bách phân vị thứ 90 ở tuổi thai 40 tuần thường là cân nặng khoảng 4 kg. Tuy nhiên theo tiêu chuẩn của Intergal đó, tức là cái tổ chức mà đa quốc gia đó, thì họ lại lấy cái mốc là khoảng 3,8 kg, tức là nó lệch hơn khoảng 200 g đó. Thì nên là hiện tại cũng ở Việt Nam chúng ta thì nhiều tổ chức thì có cái vấn đề mà lấy cái mốc khác nhau. Ví dụ như nếu mà mình theo Mỹ thì mình sẽ lấy cái mốc là 4 kg, tức là 4,000 g, là gọi là to. Còn ví dụ như mình theo cái Intergal, nhiều tổ chức mình lấy cái tổ chức của Intergal thì mình sẽ lấy cái mốc khoảng 3,8 kg. Việt Nam mình thì không có biểu đồ tăng trưởng, tuy nhiên thì mình cũng có thể tham khảo chút xíu. Ở Thái Lan đó, thì cái bác Dường kiểm tra trên cái biểu đồ tăng trưởng của dân Thái đó, thì dân Thái cũng giống như Việt Nam mình, thì ở mốc bách vị thứ khoảng 90 thì ở 40 tuần thì cân nặng cũng ở khoảng 3,7 kg. Nên là mình sẽ thống nhất với nhau, mình sẽ thường mình sẽ lấy ở cái bách phân vị thứ 90 trở lên, so với Intergal thì là cân nặng khoảng 3,8 kg trở lên, gọi là thai to. Dạ. Còn về mà nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng thai to là gì hả bác? Thì nguyên nhân của trường hợp thai to đó, thì ở đây thì chúng ta có những cái yếu tố. Thứ nhất là liên quan tới đái đường thai kỳ. Đái đường thai kỳ đây có thể là đái đường thai kỳ có trước. Đái đường có trước tức là trước khi mẹ bầu mang thai, tức là trước mang thai là đã có đái đường tiếp 1 hoặc tiếp 2 có trước à. Hay là trong quá trình mang thai thì phát hiện đái đường ở những cái thời điểm sau của thai kỳ. Hoặc là những cái trên những cái mẹ bầu mà béo phì. Hoặc là trên những mẹ bầu mà trong quá trình mang thai mình tăng cân quá mức. Tăng cân vượt cái ngưỡng bình thường. Hoặc là trên những trường hợp mà mẹ bầu có cái rối loạn về lipid, huyết máu. Hoặc là đã có từng sanh con to là trên 3,8 kg hoặc trên 4 kg. Hoặc là thai quá ngày. Tức là thai theo ngày ỉ sanh của chúng ta thì thai 40 tuần, nhưng mà thai nó vượt quá ngày ỉ sanh. Có khi thai 40 tuần và 41 tuần, 42 tuần. Những cái thai quá ngày vậy thì nó làm tăng cái nguy cơ thai to. Dạ. Cảm ơn bác. Có câu hỏi của quý vị khán giả là Hạnh Ngọc, là bác sĩ cho hỏi nếu chỉ uống sữa không đường thì thai có nguy cơ nhẹ cân không? Do tôi không uống được sữa bầu. Còn nếu trường hợp thai to, nếu trường hợp mà thai của mình đang phát triển bình thường, không bị ngén gì hết mà bổ sung thêm sữa bầu thì nó có gây cái nguy cơ tăng cân, bé bị tăng cân không ạ? Cảm ơn mẹ bầu. Thì đây cũng là một cái câu hỏi mà bác Trường thường ngồi khám hàng ngày đó, thì cũng rất là nhiều mẹ bầu quan tâm tới vấn đề liên quan tới sữa. Dạ. Thì ở đây thì chúng ta đều biết đó, sữa là một trong 5 thực phẩm thiết yếu mà không thể thiếu được ở phụ nữ mang thai. Sữa là một trong 5 thực phẩm thiết yếu. Thì sữa thì sản phẩm sữa này có rất nhiều loại sữa, tức là không phải là chúng ta chỉ sữa bầu không, mà chúng ta có thể là sữa bầu nè, có thể là sữa tươi không đường, có thể là sữa trái cây nè. Có thể là những cái sản phẩm từ sữa, ví dụ như sữa đậu nành nè, ví dụ như sữa chua nè, da ua nè, phô mai nè. Đó là những cái thực phẩm từ sữa thì chúng ta cũng có cung cấp những cái thành phần dinh dưỡng cho thai cũng tốt. Thì ở đây thì chúng ta cũng biết là sữa bầu thì chuyên cho mẹ bầu. Thì tuy nhiên thì trong sữa bầu thì có hàm lượng năng lượng cái calo nó hơi nhiều. Thì như bác Trường có nói, ví dụ như tùy vào cái thời điểm thai kỳ, đó là mình có cái mức năng lượng cung cấp vào tăng như thế nào là phù hợp. Ví dụ như ở mình quan điểm hồi xưa là mình mang thai mình ăn gấp đôi, thực ra không phải. Thực ra thì theo cái khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Hoa Kỳ đó, họ nói rằng là ở 3 tháng đầu đó thì chúng ta không cần phải tăng gì hết trơn á. Chúng ta không cần phải tăng calo, không cần phải tăng lượng năng lượng đưa vào hết trơn. Quan trọng là chúng ta ăn đủ những phần yếu thôi. Còn 3 tháng giữa thai kỳ đó chúng ta chỉ cần tăng lên khoảng 15% cái khẩu phần ăn là được. 3 tháng cuối thai kỳ thì chúng ta chỉ cần tăng lên khoảng 20-25% là được. Cho nên nếu mà chúng ta cung cấp cái vấn đề sữa bầu, chúng ta phải biết rằng là cái trong sữa bầu là cái lượng calo nó nhiều, năng lượng nhiều. Thì chúng ta phải biết là điều chỉnh giảm những cái năng lượng từ thức ăn khác, đặc biệt là những cái năng lượng mà gọi là năng lượng rỗng á. Ở đây những mẹ bầu hay hay có
hay bác Dường hay có khuyên là mình nên tránh những cái loại thức ăn mà gọi là năng lượng rỗng, tức là chỉ có năng lượng không thôi, chỉ có calo không thôi mà hầu như không có dinh dưỡng. Ví dụ như nước mía nè, trà sữa nè, nó hoặc là những cái dạng trái cây mà ngọt nhiều nè. Đó thì những cái đó thì người ta gọi là năng lượng rỗng, tức là chỉ có năng lượng không mà không có cái thành phần dưỡng nhiều. Cho nên là mình uống khử bầu thì mình phải biết là năng lượng nhiều, cho nên là mình phải giảm thức ăn từ những cái khác. Còn nếu mình vẫn uống sữa bầu rồi mình vẫn dùng năng lượng bình thường thì chắc chắn mình sẽ dư, và mình sẽ dư thì nó sẽ qua bé, mà qua bé thì có nguy cơ thai sẽ to. Dạ. Các mẹ bầu chúng ta chú ý ở chỗ này. Dạ. Còn nếu trường hợp mà không uống được sữa bầu, mình uống các loại sữa như sữa Vinamilk, sữa thông thường mà không đường luôn, thì có chị sản phụ là sẽ e ngại là sẽ không có đủ dinh dưỡng cho bé. Được thì chúng ta mới trường có nói đó, thì mình sẽ ưu tiên, ví dụ như nếu mà sữa bầu không được thì mình vẫn uống sữa tươi, sữa trái cây, mình vẫn dùng được phô mai, sữa da ua. Tức là những sản phẩm từ sữa thì theo khuyến cáo mình vẫn có thể thay thế được. Dạ. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị Hạnh Ngọc. Quay lại với nội dung thì về vấn đề thai to bác, thì cái việc mà nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé thì như thế nào hả bác Trường? Về vấn đề thai to đó thì sẽ liên quan tới cả mẹ và bé. Thì thứ nhất là về phần mẹ đó, khi mà mình mang thai một bào thai to đó, thì khi mà mang thai vậy thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ sanh mổ. Tại khi mà mình đi khám thai định kỳ đó, khi phát hiện thai quá to chắc chắn là mình sẽ không có tư vấn, mình sẽ không khuyến cáo những mẹ bầu mà sanh thường đó, tại lớn quá mình sanh sẽ ủi bao nhiêu thì sẽ tăng cái nguy cơ sanh mổ. Cái vấn đề kế tiếp là gì, khi mà sanh một cái bào thai quá lớn thì sẽ làm kể cả sanh thường sanh mổ gì thì đều tăng nguy cơ băng huyết sau sanh. Đây là một cái trong những nguyên nhân gây tử vong mẹ hàng đầu. Cái điều thứ hai nữa là thường là những hộp thai to đó khi mà chuyển dạ sanh thường kéo dài, cho nên là rất dễ bị nhiễm trùng, nhiễm trùng hậu sản cũng như là nhiễm trùng ngói. Một cái vấn đề nữa thì khi mà mình sanh thai to như vậy đó, thì khi mà em bé đi ra cái vùng âm đạo đó, cái vùng tầng sinh môn đó, thì nó dễ đưa đến cái gì, cái tổn thương hoặc là người gọi là cái rách tầng sinh môn ở mức độ nặng độ 3, độ 4, tức là rách gần tới có khả năng xâm phạm tới vùng trực tràng hậu môn luôn. Một cái vấn đề rất là đưa đến vấn đề rất là nan giải. Về cái vấn đề mà về thai đó thì thường là khi mà những cái bào thai đó thì kể cả thai to, kể cả những bào thai mà thai lớn hơn so tuổi thai, ở đây thường là chúng ta chú ý ở cái chỗ là thai lớn hơn so tuổi thai, tức là ở một cái tuổi thai, ví dụ như mình khám ở 35 tuần đi, mình khám là siêu âm là thai là 3 kg, khoảng 3 kg 6, 3 kg 7 thôi. Thực ra cân nặng này không có vượt quá cân nặng gọi là thai to đâu, nhưng mà những cái bào thai này lại là lớn hơn so tuổi thai, thì thai lớn hơn so tuổi thai hoặc là thai to nữa thì khi sanh thì đều đưa đến gì, cái khả năng nguy cơ kẹt vai. Tại những em bé mà to đó thì nó không có cân xứng giữa đầu và cái vai, nên là thường nó là đầu xuôi đuôi lọt, nhưng mà thường nó đầu xuôi đầu lọt, nhưng mà cuối cùng vai nó vướng lại, thì những cái này nó đưa đến những rủi ro gì, mình sẽ cố gắng mình kéo bé thì đưa đến gì, có thể là cái gì, gãy xương đòn, kéo gãy xương đòn của thai. Thứ hai nữa là đưa đến gì, nó liệt, gọi là liệt đóng gói thần kinh cánh tay của thai. Và kể cả mình sanh an toàn nữa, thì khi mà sanh ra thì những cái bé này khi mà cái chuyển dạ kéo dài, cái gặn của bé dài hơn lâu hơn thì sao, thì dễ đưa đến bé siêu hấp hoặc là bé có khả năng hạ đường huyết sau sanh. Một vấn đề nữa là những bé này sau khi mà bé lớn lên trưởng thành thì sẽ dễ đưa đến những bệnh lý mãn tính, ví dụ như là dễ đưa đến thừa cân, dễ đến béo phì, dễ đưa đến những cái bệnh lý mãn chuyển hóa, ví dụ như bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch sau này. Rõ ràng là cái vấn đề mà thai to nó đưa đến những cái hậu quả rất là lớn. Dạ, cảm ơn bác. Đối với chủ đề thai to thì đang thì nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả gửi về, và liên quan trực tiếp đến nội dung bác vừa chia sẻ thì có câu hỏi của quý vị khán giả Lê Thành Nhân. Thì quý vị khán giả có hỏi là bác sĩ cho Nhân hỏi, thai khoảng 38 tuần mà cân nặng của bé đã hơn 3,8 kg thì có ổn cho người mẹ không hay vẫn để sanh tự nhiên? Ở thời điểm 38 tuần, cân nặng của thai đã đạt tới ngưỡng 3,8 kg, thì ở đây là cân nặng đã vượt quá. Thứ nhất là đã vượt quá cái ngưỡng bách nguyệt 90 so với tuổi thai rồi. So với tuổi thai 40 tuần rồi. Thì tuy nhiên thì chúng ta không có dựa vào cân nặng thai để chấm dứt thai kỳ trước 39 tuần. Nên ở những tuổi thai này thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Nếu vài ngày nữa, bác Trường ví dụ như trước 39 tuần, tức là hiện tại 38 tuần, thêm vài ngày nữa mà thai của bà mẹ bầu vô chuyển dạ đó thì chúng ta sẽ đánh giá kỹ là cân nặng. Nếu mà cân nặng này vượt quá 4.000 gram, tức là cân nặng này quá lớn đó, thì chúng ta nên xem xét
xem xét mổ lấy thai để giảm những nguy cơ biến cố của cuộc sanh, sanh thường hay đường dưới đó. Còn nếu như mà thai vẫn nằm ở trọng lượng dưới 4.000 gram nhưng mà nằm ở trên cái mức là 3.800 gram thì ở mức này chúng ta sẽ thảo luận, chúng ta sẽ đánh giá kỹ khung chậu của người mẹ, đánh giá kỹ cái vấn đề liên quan tới cái này cuộc sanh, rồi tư vấn kỹ những cái nguy cơ của cái vấn đề mà sanh thai to cho gia đình, cho mẹ bầu. Và một thông tin nữa là chúng ta nên cung cấp cho mẹ bầu là ở những trường hợp thai to đó thì cái ước lượng cân nặng trên siêu âm có khi nó lệch tới khoảng 20%. Ở những cái thai kỳ mà không to đó thường độ lệch khoảng 10% thôi. Ví dụ mình nói là 3 kg có thể là 3 kg 3 hoặc 2 kg 7. Tuy nhiên ở những cái thai kỳ mà thai to, ví dụ 3 kg 8 đó thì có thể nó lệch tới 20%. 3 kg 8 thì có thể nó lệch hơn, ví dụ lệch về phía trước phía trên đó thì có thể nó lên đến rằng đó có thể 4 kg mấy. Cũng có thể là nhỏ hơn, có thể là 3,5 kg, 3 kg, cũng có thể là 3,5 kg, 3,4 kg gì đó. Yeah. Nên nếu mà rõ ràng là 3,5 kg, 3,4 kg thì mình sanh sẽ ok, nhưng mà rõ ràng là nếu mà lên 4 kg mấy thì cuộc sanh của mình sẽ khó khăn. Nên những vấn đề này mình phải thảo luận với lại mẹ bầu với lại gia đình. À, cái chuyện mà quyết định là có sanh đường dưới hay không thì cái này là cái sự quyết định của gia đình. Sau khi đã được bác sĩ là cung cấp hết những cái thông tin tỷ lệ sanh thường như thế nào, tỷ lệ khó khăn như thế nào, nguy cơ thế nào biết hết, và sau đó chúng ta sẽ quyết. Dạ, cảm ơn bác. À, thêm câu hỏi của chị, của khách quý vị khán giả là Trần Ngọc Vi, à, có hỏi là em đi khám thai định kỳ thì thai là được 24 tuần 5 ngày, à, nhưng lúc đầu siêu âm thì tuổi bé được 27 tuần 4 ngày, cân nặng là 1078 gram, à, xét nghiệm đường em có chỉ số đường huyết cao, bác sĩ nói cần theo dõi và tái khám sau 2 tuần. À, xin hỏi bác sĩ Trường là cân nặng thai nhi 24 tuần 5 ngày vượt mức tiêu chuẩn có nguy cơ gì? Đây là con sao nên em cũng lo lắng. Thì trường hợp của bạn đó thì cân nặng đã vượt cái ngưỡng bắt nguyện đến 90, tức là bé to so với tuổi thai đó, và kèm theo là mẹ hiện tại có đái tháo đường thai kỳ đó, thì chúng ta phải cố gắng làm sao để kiểm soát được đường huyết là cái quan trọng hàng đầu. Thì nếu như mà hiện tại mà chúng ta đã kiểm soát đường huyết được đó thì chúng ta tiếp tục duy trì và theo dõi. Còn nếu như mà hiện tại mà chúng ta chưa kiểm soát đường huyết đó thì chúng ta nên sử dụng insulin sớm. Thì hiện tại cái vấn đề mà quản lý đái tháo đường thai kỳ, hiện tại mình có hai cái cách thức để quản lý. Một là chúng ta quản lý bằng cách là thay đổi chế độ ăn kết hợp với vận động. Hai là chúng ta sẽ điều trị thuốc, là tức là điều trị insulin trên những thai kỳ mà đã vượt quá ngưỡng cho phép, tức là đã lớn hơn so với tuổi thai rồi mà đường huyết chưa ổn, thì chúng ta nên sớm điều chỉnh insulin, chúng ta không có cần phải trì hoãn. Ví dụ như mẹ có đái tháo đường mà cân nặng bé chưa có vượt ngưỡng thì chúng ta có thể từ từ, chúng ta có thể có khoảng thời gian 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, chúng ta có thể từ từ chúng ta để ổn định đường huyết bằng cái thay đổi chế độ ăn và vận động. Tuy nhiên khi mà có đái tháo đường thai kỳ cộng với cân nặng vượt ngưỡng thì chúng ta nên tham khảo bác sĩ nội tiết để điều chỉnh insulin càng sớm càng tốt. Dạ, cảm ơn bác. À, liên quan câu hỏi này thì thầy cũng muốn hỏi thêm là cái việc mà quản lý thai kỳ trong cái vấn đề thai to thì nó có gây khó khăn gì cho các vị sản phụ không ạ? Thì bác Trường có nói thì riêng chỉ có trường hợp mà cái đái đường thai kỳ, tức là thai to mà do đái đường kỳ thì chúng ta phải quản lý đường huyết nghiêm ngặt. Yeah. Nếu mà chúng ta không quản lý đường huyết nghiêm ngặt thì ngoài cái chuyện thai to đó thì đường huyết này có thể gây cho tình trạng bé đau, tức là nước ói nhiều. Yeah. Thì trên một cái thai kỳ mà nước ói nhiều cộng với đa thai cộng với là cái bé to đó thì cái bụng quá căng đi thì đưa đến gì, mẹ rất là mệt. Cái hai nữa là tăng cái nguy cơ sinh non. Đó, cho nên là chúng ta phải bằng mọi giá phải kiểm soát đường huyết càng sớm càng tốt. Dạ. Yeah. À, cảm ơn bác. Hiện tại là có thêm một câu hỏi của chị sản phụ cũng liên quan đến đái tháo đường thai kỳ nữa. Chính là thai 28 tuần bé đã 1584 gram thì em cần hạn chế nhiều không ạ? Thì trường hợp của bạn thì 28 tuần thì bách phân vị thứ trung bình 50 thì khoảng ký 1 ký 2 đó. Ở đây ký gửi thì bác Trường nghĩ chính là cha có thể là nó đã vượt quá bách phân vị 90 rồi. Thì cái này thì cân nặng đã vượt quá cân nặng 90 thì gọi là thai to so với tuổi thai. Thì nếu mà thai to qua so với tuổi thai đó thì hồi nãy Đăng Thị có nói là có đái đường không Đăng Thị? Có đái đường kỳ. Thì nếu mà là thai to đó thì có đái đường thai kỳ thì chúng ta cố gắng kiểm soát đường huyết càng sớm càng tốt. Nếu mà chúng ta đã kiểm soát đường huyết rồi thì chúng ta nên có cái vấn đề gọi là
kết hợp giữa cái vấn đề về những cái bài thể dục gọi là thể dục nhịp điệu hay thể dục nhẹ đó, kết hợp với dinh dưỡng hợp lý. Thì ở đây cái chuyện vấn đề quản lý của cái những cái hợp mà thai đã to đó, ngoài cái chuyện kiểm soát đường huyết tốt, chúng ta còn phải kết hợp thêm, ý là hai, thứ nhất là cái vấn đề mà liên quan tập thể dục. Thì nhiều cái tổ chức lớn họ đưa ra những cái bằng chứng rất là chuẩn đó, tức là họ nói rằng là khi mà có cái chuyện mà tập thể dục đó thì nó sẽ cải thiện cái vấn đề mà giảm đi cái vấn đề mà thai to rất là nhiều. Thì bác Trường thì khuyên là nên chúng ta nên kết hợp kiểm soát huyết tốt, kết hợp với ăn uống hợp lý, kết hợp với tập thể dục. Dạ. Thêm câu hỏi của quý khán giả liên quan đến nội dung này, đó chính là chị Diễm Tân. Xin chào chị. Thì chị có hỏi: bác ơi, thai 27 tuần em bị tăng huyết áp, nhau tiền đạo, có ảnh hưởng đến cân nặng của bé hay không ạ? Ngay từ đầu bác Trường có nói đó, thì trong những yếu tố nguy cơ thì gây thai nhỏ đó thì vấn đề liên quan tới tăng áp thai kỳ đó thì sẽ là cái yếu tố mà đưa đến này, đến nguồn máu, đến tử cung nhau, đưa đến tử cung nhau sẽ giảm đi, thì đó là tăng nguy cơ của thai chậm tăng trưởng. Và cái thứ hai nữa thì ở những hộp nhau tiền đạo đó thường có tăng cái tỷ lệ nha gọi là dây rốn bám màng, tức là dây rốn bám dùng thấp á, thì khi mà dây rốn bám màng hay dùng thấp đó thì cái dinh dưỡng bắt đầu từ nhau qua thai cũng bắt đầu giảm đi, nên này cũng là cái yếu tố mà đưa đến cái thai chậm tăng trưởng. Tuy nhiên ở đây là chỉ là yếu tố nguy cơ thôi, chứ là không phải là tất cả những thai kỳ là có cao áp, có nhau tiền đạo là đưa đến thai chậm tăng trưởng đâu. Nên là ở đây thì như chỗ bạn đó, chúng ta đừng có quá lo lắng, thì nên khám thai ở những cái trung tâm mà quản lý thai kỳ tốt và theo dõi thai sát. Thì nếu mà có xuất hiện những cái biểu hiện của thai chậm tăng trưởng thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề mà theo dõi sát và có thể kiểm soát thai kỳ hợp lý. Dạ, cảm ơn bác. Về mà phương pháp sanh thì đối với trường hợp thai to thì mình chỉ có phương pháp sanh mổ hay là nó có phương pháp sanh thường được không bác, nếu trường hợp có nguy cơ như vậy? Thì riêng về phần mà thai to đó, hồi nãy bác Trường ngay từ đầu có nói hai thuật ngữ đó, gọi là thai lớn so với tuổi thai hoặc là thai to. Thì thứ nhất là một cái câu mà chúng ta nên nhớ rằng là chúng ta không vì lý do thai to mà chấm dứt thai kỳ, tức là cho những thai, những mẹ bầu sanh trước 39 tuần. Dạ. Tức là ở thời điểm khoảng 37 tuần có đái đường thai kỳ gì đó mà đường huyết chúng ta kiểm soát tốt, hoặc là ở 38 tuần, ở 38 tuần 5 ngày, ở 30, nói chung là dưới 39 tuần mà cân nặng ví dụ như đã vượt ngưỡng tho, hay là 4kg, cả 4,5kg nữa, thì chúng ta không cái gì lý do cân nặng mà chúng ta kích thích cho sanh sớm, hoặc là chúng ta mổ sớm hay chúng ta thai kỳ sớm. Đó là một cái câu mà chúng ta phải nhớ. Còn về phương pháp sanh đó, thì ở những trường hợp mà thai quá to đó, thì ở đây thì đa phần những cái tổ chức ở Việt Nam mình thì lấy cái mức thai quá to khi thai từ 4,000g trở lên. Còn những cái tổ chức khác ví dụ như Mỹ, Hoa Kỳ thì họ lấy ở ngưỡng ở khoảng 4,5kg đổ lên, 4,5kg lên thì họ gọi là to quá mức. Thì những trường hợp mà thai quá mức thì mình nên tư vấn với mẹ bầu hoặc là gia đình nên chọn phương pháp sanh mổ, sanh đường trên cho nó an toàn. Còn những cái trường hợp mà tất cả những trường hợp mà khi mà có thai mà lớn hơn bách phân vị 90 đó so với tuổi thai đó, mặc dù thai không quá to, bác dừng cái bộ ví dụ như là mình ở thời hợp 35 tuần đi, siêu âm khoảng 3,6kg, mặc dù cân nặng này không có vượt ngưỡng 3,8kg mà không có vượt ngưỡng 4kg, nhưng mà ở những trường hợp này chúng ta cũng nên tư vấn thảo luận với gia đình là những cái nguy cơ về cho thai, cho mẹ cũng gần giống như một cái thai mà thai to. Đó, chúng ta cũng phải thảo luận, đánh giá cho kỹ khung chậu, đánh giá cho kỹ cân nặng, và mình thảo luận với gia đình cho đầy đủ cái thông tin về cái chuyện mà cái chọn lựa con đường sanh là cái con đường chọn lựa của gia đình. Yeah. Một thêm nữa là tất cả những trường hợp như bác Trường có nói đó, tất cả những trường hợp thai to mà khi vào chuyển dạ đó thì chúng ta nên tư vấn cái chuyện mà lợi ích của sanh thường, tức là sanh đường dưới hoặc là sanh mổ. Rồi chúng ta nên cung cấp những cái thông tin về cái là nguy cơ của mẹ, tức là nguy cơ về băng huyết, nguy cơ về nhiễm trùng hậu sản, rồi nguy cơ của em bé kẹt vai, nguy cơ của em bé bị cái vấn đề mà là liệt đóng gói thần kinh cánh tay này kia.
rồi chúng ta thảo luận về cái nguy cơ, cái tỷ lệ mà sai số của siêu âm nữa. Nãy bác Trường có nói đó, thì mình siêu âm ở trên những thai to thường nó lệch nhiều hơn, có khi lệch 20%. Nên là nhiều khi mình không tư vấn trước cái những mẹ bầu, có khi mình nói là 3, mình nói là 4 kg, thực ra có khi cái siêu âm ra nó có cân nặng có khi 3 kg rưỡi thôi, hoặc là 3,6 kg thôi, hoặc là có khi mình nói là 3,8 kg mà có khi lên tới 4 kg mấy đó. Cho nên là mình phải thảo luận hết những cái thông tin để mà cho sản phụ hay mẹ bầu hoặc là cho gia đình để biết thông tin, rồi từ đó mình sẽ chọn lựa cái phương pháp sanh. Dạ, cảm ơn bác. Thì chắc là đây là một cái nội dung mà rất nhiều quý vị khán giả quan tâm. Thì với câu hỏi tiếp theo là của chị Ánh Xuân. Xin chào chị Ánh Xuân. Thì chị có hỏi là sao, chào bác sĩ Trường. Em đang ở tuần 36, thai em được 3,5 kg, đường kính lưỡng đỉnh được đo là 95. Em khám thai tại bệnh viện Phương Châu, Cần Thơ. Do ở xa và dịch bệnh, em khám xen kẽ một lần ở quê và một lần ở Phương Châu. Em dự định sanh ở Phương Châu vì theo em thấy thì thai nhi khá to, sợ không đẻ thường được. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em giải pháp an toàn nhất để em sắp xếp đến Phương Châu thuận lợi cho cả em và gia đình. Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ, một câu hỏi rất là hay, xin cảm ơn bạn. Thứ nhất là ở 36, ở 3 thì 36 tuần cân nặng đã là 3,5 kg rồi. Thì cái này thì theo bác Trường ước tính thì có vẻ như là vượt quá bách quỷ 90 rồi đó. Có vẻ như là thai to so với tuổi thai đó. Thì như bác Trường đã có cung cấp từ đầu đó, thì ở những trường hợp mà thai to so với tuổi thai đó thì nhất là về phần siêu âm đó, thì chúng ta rất dễ đến sai số là xa tới 20%. Thì thứ nhất là mình nên khám ở một cái trung tâm chất lượng. Tức là nếu mà đã ý định sanh Phương Châu thì mình nên bắt đầu khám ở Phương Châu từ điểm này. Nhiều tổ chức họ nói rằng là khi mà mình siêu âm ước lượng cân nặng đó, mình siêu âm ở một nơi á, kể cả ở một người bác sĩ luôn á, thì cái độ chính xác nó tốt hơn. Còn mình siêu âm ở nhiều nơi và kể cả mình siêu âm ở những bác sĩ khác nhau đó, thì thường cái trọng lượng nó khiến lệch nhiều hơn. Cho nên là ở trường hợp của bạn thì mình nên khám ở một trung tâm mà mình chọn sanh. Ví dụ như mình đã quyết định sanh ở Phương Châu thì mình nên khám ở Phương Châu ngay thời điểm này. Đó. Nhất cái hai nữa thì bạn cũng đừng quá lo, tại vì nếu mà mình đã theo dõi sát thì mình sẽ cái độ sai số nó sẽ ít hơn. Thì mình cứ theo dõi tiếp tục, tại mới 36 tuần thì mình không có phải là gì lý do thai lớn mình cứ thai kỳ đâu, mà mình vẫn theo dõi tiếp thôi. Thì đến nếu mà vô chỉ dạ mà mình ước lượng cân nặng nó dưới, tức là ở ngưỡng là dưới bách quỷ 90 của thai 40 tuần, là dưới 3,8 đó, thì mình có thể đánh giá kỹ, có thể sanh thường được. Còn nếu mà tới thời điểm mà trên 39 tuần rồi mà đã vượt quá 4 kg rồi thì chúng ta có thể nên xem xét những trường hợp đó, nên lên chương trình mình mổ chủ động. Thì sanh những trường hợp mà em bé mà trên 4 kg cũng rất là nhiều. Và theo khuyến cáo của những tổ chức lớn đó, hiện tại thì trên 39 tuần tới 40 tuần là coi như là cái chuyện mà mình sanh chủ động coi như là nó tốt y chang như giống như một cái trường hợp mà sanh thường đường dưới. Dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn câu hỏi của chị. Tiếp theo câu hỏi của quý khán giả có nickname là Khoa Nguyễn. Thì anh có hỏi là vợ tôi tăng đường máu lúc mang thai. Theo tôi đọc trên mạng thì có nguy cơ con to. Nếu vậy tôi hạn chế cho vợ tôi ăn uống để thai không to được không? Mà nếu thai có bị to thì sinh thường hay sinh mổ? Cảm ơn bác sĩ. Đó thì cái trường hợp mà có cái khi mà có đường huyết cao đó thì chúng ta sẽ có giải pháp quản lý đái tháo đường trong thai kỳ. Thì như bác Trường có nói đó thì chúng ta có hai giải pháp. Một đó thường á, nếu mà nó không vượt quá cao á thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp là điều chỉnh bằng chế độ ăn và vận động. Nếu mà chúng ta điều chỉnh bằng chế độ ăn và vận động mà ổn thì chúng ta tiếp tục duy trì. Còn nếu mà chúng ta điều chỉnh bằng chế độ ăn và vận động không ổn thì chúng ta sẽ có cái phương pháp hỗ trợ thuốc gọi là tiêm insulin đó. Đó thì chúng ta sẽ quản lý. Còn cái chuyện mà chọn pháp sanh thì chúng ta còn phải theo dõi thêm xem coi. Thứ nhất là thai có tiếp tục cái đường huyết ổn, rồi cái nơi tăng trưởng của thai như thế nào. Nếu mà thai về ngưỡng bình thường rồi đường huyết ổn, thì tới vào chuyển dạ thai vẫn bình thường, không lớn hơn so tuổi thai, không to thì chúng ta vẫn sanh thường. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị nickname là Dạ Nguyệt. Thì chị có hỏi là ở nhà mẹ hai bên gia đình em đều mong muốn em ăn nhiều để em bé lớn khỏe mạnh, vì thấy hiện nay có sanh mổ không lo sanh khó nữa. Như chị dâu em sanh bé nặng 4,3 kg, mẹ em rất hài lòng. Cho em hỏi quan niệm thai càng lớn thì càng khỏe mạnh có đúng không ạ?
Cảm ơn bạn, đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay. Thì bác Trường có nói ngay từ đầu đó, thì cái tâm tư nguyện vọng của rất là nhiều mẹ bầu đó thì mong muốn là con mình ở ngưỡng trung bình thôi. Tức là đi học thì muốn hạng nhất chứ, hạng nhất chứ đi mang thai thì bao giờ cũng muốn hạng giữa này. Giữa trung bình đó, thì nó tốt là tốt nhất. Thì bác Trường có nói là kể cả mình sanh mổ thì nữa mà em bé to đó, thứ nhất là sanh mổ mà em bé to thì nguy cơ, thứ nhất là nguy cơ băng huyết sẽ nhiều hơn. Cái hai nữa là nguy cơ về cái vấn đề em bé. Em bé thì sau khi sanh đó mà to đó thì nguy cơ về cái chuyện mà hạ đường huyết nè, nguy cơ về cái những cái vấn đề siêu hấp sẽ nhiều hơn. Rồi kể cả những cái trường hợp mà kể cả em bé nó sanh an toàn đi mà nó lớn lên ở cái độ trưởng thành thì nó dễ đưa đến cái những cái bệnh lý gì có loạn chuyển hóa, ví dụ như tiểu đường nè, huyết áp nè, bệnh lý về tim mạch, bé thừa cân, những cái bé nó dễ đưa đến thừa cân béo phì đó. Cho nên là cho dù chúng ta có nhận định được là gì, chúng ta có sanh mổ nữa thì chúng ta cũng nên kiểm soát tốt vấn đề đường huyết, cũng nên kiểm soát tốt cái này cân nặng, cũng làm sao để cho thai mình ở ngưỡng trung bình thôi, không nên để thai quá lớn. Dạ, cảm ơn bác. Hiện tại thì nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến cái vấn đề bệnh lý đái tháo đường thai kỳ, thì rất là một trong những cái mối quan tâm rất là lớn của quý vị khán giả. Cho nên là có một cái câu hỏi tiếp theo như thế này á bác. Chào chị Yến Thu, chị có hỏi là dạ chào bác sĩ Trường, thì bác cho em hỏi là hiện tại mẹ bị đái tháo đường thai kỳ, mang thai 38 tuần, siêu âm bé nặng 3,9 kg. Bác cho em lời khuyên về lựa chọn sanh thường hay sanh mổ, và em bé to vậy sanh ra có cần kiểm tra gì thêm cho bác hay không? Thì như bác Trường có nói đó, thì hiện tại cân nặng của thai đã vượt quá bách 90 so với tuổi thai 40 tuần rồi, tức là đã vượt quá 3,8 kg rồi. Thì chỉ cần chút xíu nữa thôi là đã vượt đến ngưỡng 4,000 gram, tức là mức độ thai quá to rồi. Thì nếu như mà trong 1-2 ngày này nè, nếu mà theo khuyến cáo đó, thì 1-2 ngày này mà mình cứ vô chuyển dạ đó, tức là mình ước lượng cân nặng lại mà nó vẫn dưới 4,000 gram, thì theo cái bác Trường có nói thì mình sẽ thảo luận những cái lịch của sanh thường, sanh mổ, mình sẽ đánh giá xem cái khung chậu như thế nào, rồi nguy cơ của cái khả năng mà sai số giữa cái siêu âm độ lệch tới 20% đó, mình coi thế nào. Thì nếu như mà mình đánh giá hết những vấn đề đó, cung cấp hết thông tin luôn, thì nếu như mà chúng ta lựa chọn sanh thường thì chúng ta sẽ lựa chọn sanh thường. Thì tuy nhiên thì cái vấn đề mà sanh thường ở trên những cái thai mà nó to vậy đó, thì chúng ta nên, nãy có Trường trước có nói là chúng ta nên chú ý trong quá trình chuyển dạ. Thì thông thường nếu mà thực sự mà bé mà có to đó, tại mình có nói là cân nặng cái chuyện siêu âm nó có thể lệch trên hoặc lệch dưới, nhưng mà nếu như mà mình theo dõi thai thường, nó diễn tiến có thể kéo dài, nó kéo dài hơn là cái mức cho phép, thông thường thì sẽ có xu hướng là bé sẽ to hơn mức bình thường. Thì ở những trường hợp đó chúng ta có thể xem xét chúng ta cái tiêu chuẩn mà để mà chẳng đoán là chuyển dạ thất bại sớm đó, chúng ta có thể là xem xét ở cái khoảng cách, cái thời gian ngắn hơn xíu để đưa đến cái vấn đề an toàn. Còn ví dụ như mà chúng ta theo dõi sanh mà mặc dù ước lượng là cân nặng bé là đã to, đã lớn hơn bắt trong 90 của tuổi thai 40 tuần, nhưng mà chuyển dạ nhanh, khung chậu rộng này kia, thì chúng ta cũng có thể sanh thường an toàn. Dạ, cảm ơn bác. Có câu hỏi của chị Mimi gửi về, thì chị có chia sẻ một cái lo lắng như thế này, là cho mình hỏi khám thai ở mốc 26 tuần 6 ngày, thai nặng 1 kg mốt 34 gram, thì bác bảo thai to hơn số tuổi, như vậy có nguy cơ gì không ạ? Điều chỉnh lại chế độ ăn thì nó có cải thiện được hay không? Thì ở tuổi thai 26 tuần nhưng mà cân nặng đã 1 kg mốt rồi, thì có vẻ như là đã vượt quá bách 90 rồi đó, nó có vẻ là đã là to so với tuổi thai đó. Thì trước tiên thì chúng ta xem coi những yếu tố làm tăng thai to thế nào. Thứ nhất là coi có, nếu mà chưa có làm xét nghiệm tầm soát đái đường thai kỳ đó, chúng ta nên làm. Nếu mà làm có cái vấn đề mà đường huyết có rối loạn thì chúng ta phải điều chỉnh, cân nhắc có thể chúng ta sẽ điều chỉnh cái insulin sớm. Còn nếu như mà hiện tại đường huyết ổn đó, cái test đường huyết nằm trong hàng bình thường, thì chúng ta có thể xem coi cái vấn đề tăng ký của mẹ có vượt ngưỡng không, có quá mức không. Nếu như mà cái vượt ngưỡng của mẹ quá mức thì chúng ta phải điều chỉnh lại, thì chúng ta phải kết hợp với tập thể dục, chúng ta kết hợp với là ăn những cái loại thức ăn có cái chỉ số đường thấp, năng lượng thấp. Thì hy vọng thì một cái khoảng thời gian sắp tới nữa thì thai sẽ tăng trưởng ở mức về bình thường đó. Còn
cái vấn đề mà hiện tại thì thai của chúng ta còn cũng còn quá nhỏ, tức là chỉ mới 26 tuần, một cái con đường quá dài, thì chúng ta cũng nên bình tĩnh đó, mình chịu khó mình điều chỉnh, mình điều chỉnh từng bước một, thì hy vọng thì cân nặng đến một lúc nào đó sẽ về cái ngưỡng bình thường. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Hy vọng là thông qua những cái chia sẻ của bác sĩ thì quý vị khán giả đó mình đã có thể giảm tải bớt những cái lo lắng về cái sự phát triển tiến triển của thai nhi, đúng không ạ? Tiếp theo chương trình thì Đan Thùy xin được phép đến với cái phần mini game tiếp theo của chủ đề thai to. Thì vẫn với cú pháp như ban đầu, chúng ta sẽ chọn câu hỏi cho cộng câu hỏi kèm với câu trả lời. Ví dụ như câu 2 chúng ta sẽ chọn là 2A, 2B hoặc 2C nha quý vị. Câu hỏi của chúng ta như sau. Bạn hãy chọn đặc điểm ngoại trừ của thai to. A. Mẹ tăng nguy cơ rách tần sinh môn độ 3-4. B. Thai tăng nguy cơ kẹt vai. C. Cần chấm dứt thai kỳ khi cân nặng lớn hơn 4.000 gram ở bất kỳ tuổi thai. D. Tăng nguy cơ thừa cân béo phì trong cuộc sống. 1 phút 30 giây xin phép được bắt đầu ạ. Dạ, Thùy xin nhắc lại câu hỏi một lần nữa. Bạn hãy chọn đặc điểm ngoại trừ của thai to. A. Mẹ tăng nguy cơ rách tần sinh môn độ 3-4. B. Thai tăng nguy cơ kẹt vai. C. Cần chấm dứt thai kỳ khi cân nặng lớn hơn 4.000 gram ở bất kỳ tuổi thai. D. Tăng nguy cơ thừa cân béo phì trong cuộc sống. Chị Hằng Nga Nguyễn chọn câu 2C. Chị có nickname là Lê Nguyễn Nguyên Hạnh 2C. Tất cả quý vị đều chọn là 2C. Thì không biết đáp án của chương trình là như thế nào ạ? Dạ, đã gần hết thời gian thì câu trả lời của câu 2, cây kem 2 chính là câu C. Cần chấm dứt thai kỳ khi cân nặng lớn hơn 4.000 gram ở bất kỳ tuổi thai. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành câu trả lời trong game 2 của chương trình chúng ta. Thì hiện tại thì mình cũng gần hết thời lượng của chương trình, thì không biết là bác sĩ Trường mình có những cái nhắn nhủ nào gửi đến quý vị khán giả thông qua chủ đề thai nhỏ thai to của chúng ta ngày hôm nay không ạ bác? Dạ, thì như bác Trường có nói thì cái tỷ lệ mà thai nhỏ thai to thì hiện tại cũng tương đối lớn đó, tức là khoảng 4-5% cái số em bé sanh ngoài có trọng lượng nhỏ, hoặc là có đến 7-8% số lượng bé sanh ra có cái trọng lượng to hoặc là lớn hơn so với tuổi thai. Thì bác Trường có từ đầu bây giờ bác Trường cũng có đưa thông tin đó, thì rõ ràng là cái vấn đề mà dự phòng đó thì chúng ta còn hơi khó, rất khó khăn trong chuyện dự phòng. Hiện tại cả thế giới chúng ta đang khó khăn trong chuyện dự phòng. Nên ở đây thì chúng ta sẽ nên, bác Trường nhắn nhủ tất cả các mẹ bầu đó, thì chúng ta nên chọn ở những trung tâm khám thai có quy trình khám thai theo dõi chặt chẽ ở những cái trường hợp thai to và thai nhỏ. Chúng ta sẽ phát hiện sớm. Chúng ta không dự phòng được thì chúng ta phát hiện sớm. Phát hiện sớm rồi sau đó chúng ta sẽ quản lý tốt. Và một vấn đề quan trọng nữa là chúng ta sẽ chọn thời điểm chấm dứt thai kỳ phù hợp và phương pháp sanh phù hợp. Đó là giải pháp tối ưu. Dạ, cảm ơn bác. Hiện tại thì như thì đang thì có giới thiệu ban đầu là các câu hỏi của các quý vị khán giả mà mình có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất thì sẽ được nhận các phần quà từ chương trình. Thì hiện tại thì phía bệnh viện ban tổ chức sẽ chủ động inbox cho những khách hàng mà có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất và sẽ có phần hướng dẫn quý vị nhận quà nhé. Và hy vọng và Đan Thùy hy vọng là thông qua nội dung của chương trình chúng ta ngày hôm nay thì phần nào đó đã giảm tải được những cái áp lực lo lắng và đã có cung cấp được những cái thông tin kiến thức cần thiết nhất để chúng ta phòng ngừa và bảo vệ quản lý thai kỳ của mình một cách tốt nhất.
Và một lần nữa thì Đăng Hy xin gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Trường đã dành thời gian đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành, luôn theo dõi cùng chương trình Lớp Học Điện Sản. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình của chúng ta ở chủ đề tuần sau, ở thời gian sau là ngày 23 tháng 5, với chủ đề là viêm gan B trong thai kỳ và mối lo ảnh hưởng đến thai nhi, do bác sĩ Phan Nguyễn Bảo Huy và bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Hoàng Phúc chia sẻ. Kính mời quý vị đón theo dõi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.